Hoa sứ Lyra chào cả nhà. Hôm nay vườn em giới thiệu cả nhà mình 23 cây sứ ghép cây hàng VIP và cây zin luôn. Giá cây em bán hôm nay có giá từ 80.000 cho đến 500.000 một cây. Đơn hàng em gửi đi là trên 200.000 em mới gửi nha cả nhà. Em gửi cây đường Sa Tô Châu nè và đường Bưu Điện. Còn khách nào tiện ghé vườn thì cứ alo báo với bên em thì em sẽ sắp xếp người ở nhà giao hàng cho mình nha. Địa chỉ vườn của em là ấp 5 xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Mình có thể vô định vị Google Maps. Hoa sứ Lyra thì nó có định vị vô tận vườn luôn. Rồi, cây số 1. Số 1 là một cây zin củ quái nha. Cây zin củ quái nè, cây mình dạng dáng bay. Cái củ nó nè. Củ to, cái hoành củ đặt thử vô á là cái hoành của nó là nó gần 4 găng tay vòng lại. Hoa ba lớp màu hồng, cái giống này là hoa quanh năm luôn, rất là dễ chăm sóc. Tên là Kỳ Duyên nha, cây zin. Em quay cận lại một lần nữa cho mình xem cái củ nó. Rồi, 500.000 cho cây này, cây zin nha cả nhà. Tiếp số 2. Số 2 là kim lân hàng ghép. Cây hàng VIP, cây ghép. Kim lân ba lớp, nền trắng và đỏ. Hoa rộ và có hương thơm, xoay hoa to, chín bo 400.000. Số 3. Ý Xuân ba lớp vàng đậm có sọc. Ý Xuân 6 bo 350.000. Ê, củ già, củ này cái hoành của nó em đặt thử vô á là 4 găng rưỡi tay em vòng lại ạ. Mình tính mình đo cái găng tay thế này nè. Vòng găng gốc, quanh gốc á. Tiếp số 4, Sĩ Thư 1, ba lớp màu trắng viền hồng. Sĩ Thư 14 bo 400.000. Hay cây tàn tròn nha. Tàn tròn 400.000. Tiếp số 5. Số 5 là ghép hai giống Nguyệt Tâm 5, 4 lớp màu đỏ có viền tím. Với lại đây, phía bên đây là Quyết Thắng nha, 3 lớp đỏ đậm. Nguyệt Tâm 5 là một giống hoa cực kỳ rộ ạ. Cây chín bo 300.000. Số 6, Minh Hoàng, ghép hai giống nữa. Minh Hoàng, cây này là ghép chia làm hai tầng. Cái tầng cao là Minh Hoàng hai lớp vàng đậm có cái sọc. Và cái tầng thấp á, phía bên đây nè, các bạn đây tầng thấp là ghép Phương Lam Nam màu hồng sọc. Hai giống hoa vàng và hồng nha. Cây 14 bo 300.000. Số 7, Hồng Chi. Quỳnh Chi, số 7 là Quỳnh Chi nha cả nhà. Quỳnh Chi, màu trắng viền hồng, giống này cánh dày và hoa căng, hoa to. Cây tàn bung rộng, 8 bo, 350.000. Đây, những củ hàng VIP của bên em. Củ già, củ cơ bắp. Tiếp số 8. Số 8 á. Số 8 là ghép Butterfly màu vàng sọc, 9 bo 350.000. Đây, Butterfly ha. Giống này màu vàng có sọc đỏ. Hoa rất rộ. 350.000 9 bo. Số 9. Số 9 là Vân Ngọc, 4 lớp đỏ cánh viền. Đây, nó đi cái viền viền ngoài này, màu đỏ nha. Hoa to và hoa rộ, cây này tàn tròn. 14 bo 400.000. Số 10, Vĩnh Lộc 5, 3 lớp đỏ sọc. Đây, Vĩnh Lộc. Vĩnh Lộc 5, 8 bo 350.000. Số 11. 11 là Sĩ Thư 1, 3 lớp màu trắng viền. Cây này thì củ già to tàn bung rộng. Đây. Nay thì gần Tết em giới thiệu hàng VIP hơi nhiều. Tại đa số khách là gần Tết họ chọn những cây hàng VIP họ chơi ha, mua làm quà tặng này kia, nên em đưa lên hàng VIP nhiều cho mình xem, mình tham khảo. Rồi, số 11 là Sĩ Thư 1, 14 bo 500.000. Số 12, 12 ghép hai giống. Phía bên tay của em để bên đây là Ngọc Băng 3 lớp màu trắng, trắng tinh luôn. Và cái dạ bên đây có nụ hồng là hai lớp màu hồng là Vân Huế 7 nha. Hai giống hoa này rất là rộ. Đây mình xem củ nó nè, củ già nha.
8 bo 300 ngàn ghép Vân Huế 7 2 lớp màu hồng và Ngọc Băng 3 lớp màu trắng. Số 13. 13 là ghép 2 giống Hoàng Kiều 3 lớp màu vàng cánh viền hồng. Với lại có dặm thêm một bo là của Sĩ Thư 1. Đây, có một bo Sĩ Thư 1 đây nha. Sĩ Thư 1 3 lớp màu trắng. Cây 9 bo 300 ngàn Hoàng Kiều và Sĩ Thư 1. Số 14, Kiều Diễm 3 lớp màu hồng cánh viền trắng đây, Kiều Diễm nha. Hồng viền trắng. À, cây này cũng hai giống luôn. Kiều Diễm là màu hồng viền trắng và cái phía bên đây là An Lạc 3 lớp vàng cam, viền hồng có hương thơm, cây hai màu. 10 bo 400 ngàn. Số 15. 15 tiếp hàng VIP nữa. Ghép Kim Yến. Kim Yến hoa của nó là 3 lớp nền vàng sọc đỏ. Nền vàng sọc đỏ nha cả nhà. 15 bo 350 ngàn. Số 16, Quyết Thắng 3 lớp đỏ đậm. Quyết Thắng 4 bo 150 ngàn. Cái củ Quyết Thắng này là nếu mình cái hoành củ của nó là ngoài 60 nha, củ to ngoài 60. 4 bo 150 ngàn. Số 17. 17 là Phượng Hồng. Hoa 3 lớp vàng viền hồng, 8 bo 100 ngàn. Số 18, Tân Thành 3 lớp đỏ viền, 9 bo 100 ngàn. Tân Thành xây hoa rất là to. Số 19, Kim Phá 3 lớp vàng viền đỏ, vàng lớp bìa có lem đỏ, 6 bo 130 ngàn. Cây mình tựa khá là dài lên rồi ạ. Kim Phát. Số 20, Bảo Trân Chính. Bảo Trân Chính 13 bo 150 ngàn. Giống này có hương thơm nhẹ, hoa rộ. Số 21, Ngô Hoàng. Ngô Hoàng là 5 lớp màu vàng có sọc, thơm nhẹ luôn, 6 bo 150 ngàn. Số 22, Khải Ca, 5 cánh màu tím sọc đỏ, 6 bo 80 ngàn. 23. 23 là Phượng Hoàng 21, 4 bo 80 ngàn. Rồi, cái giá cây em nói đây là giá em bán, còn cái phí ship là do bên mua trả nha cả nhà. Cả nhà xem trong video này, nếu yêu thích cây nào thì cứ gọi theo số máy là 0981813055 ha. Số đó em có xài Zalo, mình có thể kết nối Zalo rồi nhắn tin. Hiện nay khách mua 10 cây em sẽ tặng cho mình một cây làm quà nha. Rồi, chúc cả nhà có buổi tối ngắm hoa cùng gia đình vui vẻ.